Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và tôi là Thanh Liêm. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay sau đây sẽ là một số nội dung đáng chú ý. Theo truyền thông Cuba đã tìm thấy một trong hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 rơi gần thủ đô Havana rạng sáng nay. Sau trận mưa lớn tối ngày hôm qua, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ngập nặng. Phong trào Me Too, tôi cũng thế của Showbiz Việt sau vụ tai tiếng từ ca sĩ Phạm Anh Khoa diễn biến như thế nào sẽ được chúng tôi phân tích trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều người dân Hàn Quốc đóng gạo vào chai nhựa để chuyển sang Triều Tiên. Đám cưới Hoàng Danh đã diễn ra và tới thời điểm này thì không ít người dân vẫn thể hiện sự cuồng nhiệt với sự kiện này. Truyền thông Cuba vào rạng sáng nay 20 tháng 5 đưa tin đã tìm thấy một trong hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 rơi gần thủ đô Havana. Tai nạn khiến hơn 100 người thiệt mạng. Nhà chức trách đã tìm thấy chiếc hộp đen trên trong tình trạng tốt, đồng thời hy vọng sẽ sớm tìm được hộp đen thứ hai. Theo công bố sơ bộ của chính phủ Cuba, máy bay của hãng hàng không Cubana The Aviation bị rơi sau khi cất cánh tại sân bay Jose Marti tại Havana. Bộ Giao thông Vận tải Cuba cho biết trên máy bay gặp nạn có 111 người, trong đó có 104 hành khách và một trẻ sơ sinh. Chỉ có 3 người sống sót nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch. Máy bay gặp nạn thuộc mẫu B737-201ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được Cubana The Aviation thuê của hãng hàng không Đơ Mo của Mexico để phục vụ đường bay nội địa từ thủ đô Havana tới tỉnh miền đông Holguín. Do máy bay đâm xuống vùng đồng ruộng trồng sắn không có nhà dân nên may mắn là không có thiệt hại dưới mặt đất. Cũng trong rạng sáng nay ngày 20 tháng 5 theo giờ Việt Nam, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Pasadena thuộc bang Texas của Mỹ. Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 20 người bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Nhà máy này có tổng cộng khoảng 250 nhân viên. Hiện vẫn chưa rõ tình hình của những người bị thương cũng như là nguyên nhân xảy ra vụ việc này và không có báo cáo về rò rỉ hóa chất được ghi nhận. Trong khi đó, cảnh sát Mỹ cho biết là một đối tượng đã nổ súng tại câu lạc bộ golf Doral thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông báo trên Twitter, sở cảnh sát Doral cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ nổ súng không gây thương vong. Câu lạc bộ golf kể trên là một khu nghỉ dưỡng rộng hơn 3.200 km2 ở ngoại ô thành phố Miami. Đây là nơi tổ chức nhiều giải golf lớn tại Mỹ. Tổng thống Mỹ đã mua lại khu nghỉ dưỡng này vào năm 2012 với giá là 150 triệu đô la Mỹ. Là một người rất đam mê golf, ông chủ Nhà Trắng sở hữu ít nhất là 17 sân golf ở cả châu Âu và châu Mỹ. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xảy ra nhiều vụ nổ tại sân thể thao ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan vào tối ngày hôm qua 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Giới chức địa phương cho biết sự việc xảy ra tại sân vận động đang diễn ra một trận đấu cricket vào đúng ngày bắt đầu tháng lễ Ramadan. Tiếng nổ trên do hai quả rocket gây ra làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trong khi đó, người phát ngôn thống đốc tỉnh cho biết có 3 tiếng nổ làm 8 người thiệt mạng là người đến xem trận đấu và 43 người bị thương. Hiện chưa có con số thương vong chính thức cuối cùng và chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ việc trên. Vào tối qua 19 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Nga đã công bố nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới mang tên là Academic Lomonosov tại cảng biển thuộc thành phố Murmansk ở miền bắc của nước này. Nhà máy điện hạt nhân nổi Academic Lomonosov thuộc sở hữu của tập đoàn điện nhà nước Rosatom được đóng xây dựng tại Saint Petersburg. Nhà máy này đã được lai dắt đến Murmansk hôm 17 tháng 5. Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng trên con tàu dài 144m, cao 30m, nặng 21.000 tấn. Con tàu chứa 2 lò phản ứng có công suất 35 MW mỗi lò. Nhà máy này sẽ được nạp đầy nhiên liệu hạt nhân
tại Murmansk trước khi di chuyển đến Siberia. Dự kiến vào mùa hè năm 2019, nhà máy sẽ được lai dắt tới cảng Pevek thuộc vùng tự trị Chukotka, Đông Nam Nga, cách vòng Bắc Cực 350 km về phía Bắc để hoạt động tại đây. Theo giới chức Nga, nhà máy điện hạt nhân này có thể sản xuất lượng điện đủ cung cấp cho một thị trấn gồm 200.000 dân, gấp 40 lần so với dân số hiện nay ở Pevek là khoảng 5.000 người. Trở lại với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, cơn mưa nặng hạt vào buổi tối ngày hôm qua 19 tháng 5 đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ bị ngập sâu. Tình trạng trên khiến việc lưu thông trên đường của người dân gặp nhiều khó khăn và xe chết máy hàng loạt. Tối ngày 19 tháng 5, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh như quận 12, quận Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp đã khiến một số tuyến đường không kịp rút nước ngập nặng như là Nguyễn Xí, Cây Trâm, Hồ Học Lãm, Hồ Văn Tư, Dương Văn Cam. Trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, sau hơn 1 giờ mưa cũng ngập kéo dài 4 km, nhiều chỗ trũng sâu nước dâng cả bánh xe máy, hàng loạt xe chết máy khiến mọi người phải hì hục dẫn bộ, phụ nhau đẩy xe giữa con đường mênh mông nước. Tình trạng giao thông trong thành phố trở nên hỗn loạn. Trong khi đó thì cơn mưa như chút nước tại thành phố Cần Thơ đã khiến hệ thống thoát nước của nhiều tuyến đường nội đô, quận Ninh Kiều đã không kịp thoát nước dẫn đến ngập nặng. Các tuyến đường ngập sâu nhất như là Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cử, hàng loạt phương tiện bị chết máy làm người điều khiển phải dắt bộ. Nước ngập từ ngoài đường, về hè, tràn vào nhà dân, cửa hàng khiến nhiều nơi phải đóng cửa hay tắt nước ra ngoài. Cơn mưa đá xuất hiện bất ngờ kèm gió lốc xảy ra tại Đồng Nai vào chiều qua đã gây ra thiệt hại nặng nề. Nhiều cây cối bị đổ và nhiều nhà cửa của người dân bị tốc mái hư hỏng nghiêm trọng. Cơn mưa đá trút xuống địa bàn huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vào 15h30 phút chiều qua ngày 19 tháng 5. Thời gian này thì người dân thấy mây đen giăng kín và có gió giật mạnh, trời nổi sấm chớp. Trong chốc lát, mưa lớn xuất hiện kèm những viên nước đá nhỏ trút xuống mặt đất. Theo người dân, cơn mưa đã kéo dài khoảng 10 phút, khiến nhiều cây trồng, nhà cửa bị hư hỏng. Ở xã Xuân Phú và suối Cát, huyện Xuân Lộc, nhiều nhà dân bị gió tốc mái tôn gây thiệt hại nặng. Cũng trong chiều qua, trên địa bàn thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra mưa lớn, có nơi do ảnh hưởng của mưa và gió lớn, khiến cây cối bị bật gốc. Thưa quý vị, 7 hiệp sĩ của đội hiệp sĩ Tân Bình trong vụ vây bắt nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng tháng 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 13 tháng 5 vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định truy tặng và tặng huân chương dũng cảm. Với hành động mà dũng cảm trong quá trình phát hiện và tổ chức vây bắt các đối tượng trộm tài sản của công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hai hiệp sĩ không may tử vong, gồm anh Nguyễn Văn Thôi, quê quán xã Mỹ Lợi, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định và anh Nguyễn Hoàng Nam, quê huyện Trảng Bom, Đồng Nai, được Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm. Năm hiệp sĩ còn lại được Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy, Đinh Phú Quý, Đinh Văn Tài và Lê Văn Tuyên. Trước đó tối ngày 13 tháng 5, phát hiện một nhóm trộm cắp xe đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếc SH dựng trước một cửa hàng ở đường Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3. Nhóm hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình đã tổ chức truy đuổi. Tuy nhiên, băng trộm xe đã chống trả quyết liệt, rút hung khí tấn công khiến 5 hiệp sĩ bị thương nặng, trong đó có 2 người tử vong. Cơ quan công an đã điều tra và sau đó bắt giữ 2 bị can gồm Nguyễn Tấn Tài, tức Tài Mụn, 24 tuổi, trú tại quận 12, Nguyễn Hoàng Châu Phú, 24 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn. Với mục tiêu bảo tồn phát triển các hệ sinh thái rừng ngập mặn, đáp ứng mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, mới đây tỉnh Quảng Ninh đã cho trồng mới 30 ha rừng ngập mặn phục vụ cho dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui, tiến tới thành lập khu bảo tồn Ramsar theo tiêu chuẩn thế giới. Việc trồng mới 300.000 cây trang đước trên diện tích 30 ha tại khu vực ngoài đê chắn sóng thuộc xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh góp phần bù đắp vào diện tích rừng bị suy giảm trước đây, tăng diện tích rừng hiện hữu, từ đó phát triển sự đa dạng sinh thái rừng ngập mặn. Được biết, toàn bộ cây trang, cây đước được trồng lần này đều do tổ chức phi chính phủ Ác Mang tài trợ. Rừng ngập mặn Đồng Rui, huyện Tiên Yên trước đây có tổng diện tích 3.000 ha, được coi là hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình của khu vực phía Bắc Việt Nam. Rừng ngập mặn tại địa phương trước đây có chất lượng rừng tốt, rất phong phú về số lượng loài cây, hệ sinh thái, về nơi cư trú của các loài thủy sinh có giá trị kinh tế cao, đã đem lại nguồn lợi và sinh kế tốt cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, do hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi, khai thác các nguồn lợi thủy hải sản dưới tán rừng không được kiểm soát và xây dựng các khu đầm nuôi tôm không hợp lý đã làm cho rừng ngập mặn ở đây bị suy thoái nghiêm trọng cả về diện tích và chất lượng. Với chủ trương thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Dui Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái nơi đây, đồng thời đáp ứng mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hãy kêu gọi giải cứu dưa hấu, củ cải, bí đỏ, thì những ngày này thì nông dân trồng ớt trên địa bàn huyện Cam Lộ, Quảng Trị cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì doanh nghiệp bỏ chạy, không thu mua nông sản là ớt như cam kết ban đầu. Trước tình cảnh này thì chính quyền địa phương đã phải kêu gọi giải cứu cho nông dân. Theo cam kết, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên An có trụ sở ở Hải Phòng sẽ thu mua toàn bộ ớt của người dân khi ớt chín với giá là 5.500 đồng trên 1 kg. 3 tháng trôi qua, đến cuối tháng 4 vừa qua thì toàn bộ diện tích trồng ớt theo dự án ở huyện này đã chín rộ. Người dân ngóng từng ngày bóng dáng của đơn vị chủ dự án để về thu mua. Nhưng ngày qua, tháng lại, ớt đã chín rục mà doanh nghiệp thì vẫn bặt vô âm tín. Lý do công ty này không thu mua ớt nữa được lý giải là do việc tiêu thụ ớt hiện nay đang gặp khó khăn nên không thể thu mua cho người dân. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ đã có văn bản gửi các cơ quan đoàn thể trên địa bàn huyện để cùng tham gia giải cứu ớt cho người dân. Đến thời điểm này, tổng cộng đã có 30 tấn ớt với giá 3.000 đồng trên 1 kg của nông dân đã được thu mua. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục tấn ớt và sắp chín đỏ và dữ ruộng. Thời gian gần đây, tại nhiều vùng ven biển thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang nóng lên bởi tình trạng sốt đất. Nhiều nông dân bán cả đất nông nghiệp vì giá tăng. Đất sát biển dọc theo tuyến kè Long Thủy đang được làm giá tăng gấp 3 đến 4 lần so với một năm trước. Thực tế như thế nào, có giao dịch nào được thực hiện dưới sự chứng thực của chính quyền địa phương hay không? Hãy cùng phóng viên chương trình tìm hiểu ngay sau đây. Những cánh đồng chuyên trồng rau màu khu vực thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa vài tháng gần đây bỗng trộn rộn. Thay vì tính chuyện trồng trọt, bà con bàn chuyện bán đất vì giá đất tăng lên mức 80 triệu đồng một sào. Thông tin trên khiến cho những người nông dân còn đang sản xuất cảm thấy hoang mang. Người dân như mình là nó mua, nó cắt nhà nó ở là nó mua không nổi. Mà sao mà tiền cái người nào đâu không biết tới mua mà tiền gì mà tiền nó cao ghê gớm cao mà làm sao người dân cũng nó cũng suy nghĩ, nó cũng sợ có biết là cái trúng cái gì không mà sao mà tiền dữ hả? Nó cũng sợ ấy. Mà giờ ở trúng ngay mấy cái đám đất mấy cái chủ bán mình cũng sợ luôn. Người đeo đó lạ nó mua chứ mình đeo có biết đâu mà nghe nó bác sĩ học bất đồ gì đeo trong đó mua không biết không? Thôi ai nào có đất nào bán bớt nào có nhà thằng 700-800 triệu lô không. Còn đây là khu dân cư sát biển thuộc thôn Long Thủy, xã An Phú. Nơi đây đang được nhà nước xây dựng tuyến kè biển kiên cố để bảo vệ khu dân cư phía trong. Những diện tích đất còn lại nằm sát biển, thời gian gần đây được nhiều người tìm đến hỏi mua. Một lô đất 100m² giá lên đến hơn 2 cho đến 3 tỷ đồng, một mức giá mà người dân địa phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Người dân mà thì thấy nó đi mua mà nó đi mua vậy đâu có biết, nó đi đâu mà không biết sao à. Ở nào bán nó cũng mua hết đấy. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã An Phú cho biết chỉ có 2 trường hợp bán đất vườn có giấy tờ hợp pháp. Còn lại, xã chưa ghi nhận bất cứ giao dịch đất đai chính thức nào. Xã thực hiện nghiêm thu hoạch 1/2000 được tỉnh phê duyệt và không chấp thuận chuyển mục đích bất cứ diện tích đất nông nghiệp nào. Thực ra mà nói thì thời gian gần đây thì có cái tin đồn ở ngoài hành lang là đất sốt. Mà đa phần các cái đối tượng đến tìm hỏi mua cái dọc biển. Tuy nhiên thì trên địa bàn xã An Phú thì cái hiện trạng đất bây giờ là nó khép kín hết rồi. Cái việc mà mua bán nhà thì chưa xảy ra ở trên địa bàn xã An Phú. Qua cái theo dõi thì có một số bà con có bán. Tuy nhiên số bà con này bán thì nằm trong cái quy hoạch. Trước đây là có một số người ta mua theo cái quy hoạch 1/2000. Mua đất với giá cao để đón đầu các dự án du lịch có thể là lý do chính để các nhà đầu cơ đất đẩy giá đất lên. Tuy nhiên, theo khẳng định của lãnh đạo xã An Phú, xã sẽ siết chặt quản lý đất nông nghiệp. Những trường hợp tự chuyển nhượng đất nông nghiệp nếu trùng với quy hoạch 1/2000 sẽ gặp rủi ro khi nhà nước thu hồi để phục vụ các dự án.
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho hơn 800 học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm học 2017-2018. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất, những tấm gương tiêu biểu, học giỏi, sáng tạo, đại diện cho hơn 1,8 triệu học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong năm học 2017-2018, học sinh thủ đô tiếp tục khẳng định tài năng trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Điển hình như kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Hà Nội đã đạt được những thành tích xuất sắc với 138 giải, 39 huy chương vàng, 42 huy chương bạc, 44 huy chương đồng. Gần đây nhất tháng 5 năm 2018, tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á, học sinh Trần Đức Huy, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc giành huy chương vàng và giải thưởng thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất. Hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã đạt huy chương vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế là Đinh Anh Dũng và Nguyễn Bằng Thanh Lâm, vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 11 học sinh đạt huy chương quốc tế nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn có 47 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 40 học sinh tiêu biểu được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sáng ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 30. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 1989 với mục tiêu là đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu các môn cơ học, khuyến khích tài năng sinh viên trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Xin trân trọng giới thiệu Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 30 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 với hơn 1.200 thí sinh của 39 trường đại học, học viện trong cả nước. Thí sinh tham gia thi 12 môn theo hình thức tự luận. Cuộc thi năm nay được ban giám khảo đánh giá là cuộc thi thành công cả về số lượng và chất lượng. Cơ học của ngành khoa học cơ bản từ là tạo cái hàng tham, gọi cái đam mê về khoa học. Thế ngược lại bên cái đội ngũ các thầy thì cũng nói cái chuyển rồi, những cái bước chuyển tiếp ấy. Thế thì những chính những anh đạt giải Olympic mà tốt, sau đó thì được nhà trường giữ lại bồi dưỡng, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu sinh rồi đi làm nhà khoa học. Thì thậm chí bây giờ là Olympic 30 năm nhưng mà có những anh là mới chỉ gọi là tốt nghiệp đấy, khoảng hơn chục năm thôi, nhưng mà bây giờ cũng đã lên đến giáo sư. Ban tổ chức đã trao 15 giải nhất, 75 giải nhì, 151 giải ba và hơn 400 giải khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc trong cuộc thi. Trường Đại học Xây dựng giành giải đơn vị xuất sắc với 3 giải nhất, 13 giải nhì, 22 giải ba. Và sinh viên Đặng Văn Quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, môn ứng dụng tin học trong cơ học kết cấu. Tôi cảm thấy rất là tự hào bởi vì môn sức bền vật liệu cũng là môn quan trọng trong khối ngành kỹ thuật. Được giải nhất thì đây chắc chắn sẽ là một bước đệm rất là vững chắc để sau này có thể mình có thể ra trường một cái lượng kiến thức để phục vụ công việc sau này. Cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc được xem là cuộc thi trí tuệ nhằm phát triển và khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực cơ học, đẩy mạnh phong trào học tập các môn cơ học trong các trường đại học. Đây cũng được xem là sân chơi để các trường chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực cơ học, một lĩnh vực có tầm bao phủ trong rất nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Tất cả chúng ta đều mong muốn có thể đạt được hiệu suất cao trong công việc. Tuy nhiên, bằng cách nào, những thói quen nào sẽ giúp chúng ta đạt được thành công lâu dài và hạnh phúc, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay là tính cách? Cùng tham khảo qua cuốn sách 6 thói quen làm việc hiệu quả. Brandon Bucha là một trong những tác giả của cuốn sách bán chạy nhất New York Times, USA Today, Wall Street Journal, đồng thời là một trong những nhân vật của công chúng được theo dõi nhiều nhất trên trang Facebook và là ngôi sao của chương trình truyền hình cảm hứng được xem nhiều nhất trên YouTube. Người phi thường Brandon đã giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách 6 thói quen làm việc hiệu quả. Đây là tác phẩm hư cấu mà ở đó tên tuổi, đặc điểm cá nhân của từng nhân vật, chi tiết, những sự kiện đã được thay đổi hoàn toàn. Cuốn sách gồm 3 phần chính, trong đó có nêu bật lên 6 thói quen giúp bạn đọc có thể đạt hiệu suất làm việc cao, bao gồm tìm kiếm sự sáng suốt, sản sinh năng lượng, tăng cường sự cần thiết, tăng cường năng suất, phát triển tầm ảnh hưởng và thể hiện lòng can đảm. Nếu tạo lập được những thói quen đó, bạn sẽ thấy điều phi thường xảy ra. 6 thói quen làm việc hiệu quả là nơi chứa đựng những điều tuyệt vời nhất
là sự kết hợp hoàn hảo của trí óc và trái tim tác giả, hướng độc giả trên thế giới đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếp theo chương trình như thường lệ là mục điểm báo với các bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng hôm nay. Và bài viết đầu tiên là một bài viết đáng chú ý đăng tải trên Thế Giới Tiếp Thị trang 6 và trang 7 với nhan đề Bỏ Úc húc chết bò Việt. Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ đang chuẩn bị đầu tư cụm nhà máy chế biến giết mổ bò tại Tây Ninh. Ngoài ra công ty còn xin tỉnh này chủ trương thuê mấy trăm hecta đất để làm khu nuôi nhốt bò. Kế hoạch là sẽ liên kết với nông dân các tỉnh để phát triển giống bò vàng thuần Việt, sau đó đưa vào giết mổ chế biến để phát triển thương hiệu đặc sản thịt bò Việt. Tuy nhiên điều này không hề đơn giản. Còn nhớ từ cách đây 3-4 năm, con bò vàng hay còn gọi là bò cỏ nội địa đã được nhắc đến nhiều sau khi thịt bò Úc hay thịt bò Mỹ ồ ạt thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Do khiêm tốn về trọng lượng thì mỗi con bò vàng gốc Việt chỉ đạt trọng lượng trung bình khoảng 500 kg. Thời gian khai thác thì phải nuôi lâu hơn bò lai, tỷ lệ thu hồi thịt thì ít hơn nên chúng không được nông dân đầu tư. Doanh nghiệp giết mổ cũng không mặn mà lắm với vì lợi nhuận thấp hơn so với kinh doanh bò ngoại. Tại các vùng nông thôn thì bò vàng nuôi thịt hiện là cũng hiếm và giá thì lại rất là rẻ, chỉ còn khoảng 6-7 triệu một con, 200-300 kg, hơn chục triệu con đã trưởng thành. Do vậy thì thay vì nuôi bò vàng, người nông dân lại chọn là nuôi các con bò lai có trọng lượng từ 6-700 kg. Ngoài ra thì tại các đô thị lớn bây giờ tìm được 1 kg thịt bò vàng thì cũng rất khó, trong khi thì các loại thịt bò nhập ngoại thì cũng đang được bày bán tràn lan. Và theo thông tin từ Bộ Công Thương mới đây cho biết, tháng 3 năm 2018, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 24.570 tấn, kim ngạch đạt 38,9 triệu USD, tăng 94,1% về lượng và tăng 63,7% về kim ngạch so với tháng 2 năm 2018. Và tính bình quân thì giá 1 kg thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chỉ ở mức là 36.000 đồng. Khảo sát thị trường cho thấy chỉ có thịt trâu, giả bò là có giá rẻ, còn nếu là thịt bò Úc, Mỹ chính hiệu có giá từ 200-400.000 đồng 1 kg. Và cá biệt thì có những loại thịt tươi vận chuyển bằng đường hàng không đang bán trên thị trường với giá là 1 triệu đồng trên 1 kg. Thưa quý vị, thẻ game, miếng giấy mỏng tang chỉ ghi mã số nạp tiền và số thẻ được in từ máy của nhà bán lẻ, hay là tấm thẻ cứng hơn như là thẻ cào của nhà mạng. Vậy mà doanh số của những miếng giấy này hàng năm cho game online có thể lên tới xấp xỉ là nửa tỷ đô la Mỹ. Và khi nghe tin các nhà mạng tự nguyện cấm dùng thẻ cào di động để nạp tiền game thì nhiều nhà phát hành thẻ game mừng ra mặt, bởi vì không còn phải chiết khấu 30-40% giá trị thẻ cho nhà mạng. Thẻ game miếng bánh triệu đô, nhan đề bài viết đăng tải trên trang 6 và trang 7 của báo Thế Giới Tiếp Thị. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh game thừa nhận là với đặc thù của game online, hướng đi chung của các doanh nghiệp game có đủ năng lực là tự có thẻ game riêng để các cơ quan chức năng kiểm soát được thị trường, từ đó thu thuế sẽ đủ và đúng. Hiện nay các nhà phát hành thẻ game chỉ phục vụ cho những game mà công ty đang khai thác, chưa cho các game khác kết nối vì chưa có khung pháp lý dành cho hai phía. Vậy các doanh nghiệp game nhỏ thì sao? Ông Phạm Quốc Thắng, giám đốc của CMN Online nói, đó là rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ vì không có hình thức phổ biến để cộng đồng game thủ nạp tiền. Chỉ có phần rất nhỏ game thủ có tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử. Có thể nói là 99,9% game thủ hiện nay của CMN Online dùng thẻ cào nhà mạng. Nay thẻ cào không còn, game thủ bỏ đi, chắc chắn là doanh nghiệp phải đóng cửa. Nói là nói vậy, và hiện ông Thắng và các doanh nghiệp nhỏ đang bàn tính đến chuyện phát hành một loại thẻ game chung cho cộng đồng các doanh nghiệp game nhỏ. Nhưng cũng theo lời ông Thắng, đây là giải pháp hay nhất hiện nay và là cách thức cuối cùng nhưng không dễ thực hiện vì trong nhóm này hiện chưa có tiếng nói chung. Không chỉ riêng trong ngành game mà nhiều lĩnh vực khác cũng vậy, họ có thể ngồi chung bàn nhậu nhưng tìm ra cách làm ăn chung với các doanh nghiệp Việt e là khó. Vâng, thưa quý vị, chuyện đau buồn cuối cùng đã xảy ra khi hai hiệp sĩ trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh bị nhóm trộm đâm chết, và dư luận đang trong cơn bàng hoàng và thương xót và không ngừng đặt cùng một câu hỏi: có nên để gần 300 câu lạc bộ hay nhóm hiệp sĩ đang hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện nguy hiểm như đã xảy ra hay không? Và câu hỏi hiệp sĩ thừa nhận hay dẹp bỏ cũng được đăng tải trên trang 14 và trang 15 của báo Thế Giới Tiếp Thị. Trả lời câu hỏi này không khó, bởi các đội nhóm hiệp sĩ được thành lập và hoạt động chỉ vì đam mê và tự phát.
đối đầu với nhóm tội phạm, nhất là trong thời buổi hàng nóng và hàng lạnh được bọn tội phạm thủ sẵn, ít nhất hiệp sĩ cũng phải có kỹ năng và nghiệp vụ để bảo vệ mình, cũng như là tránh gây hại cho những người xung quanh, trong khi đa phần các hiệp sĩ lại không được đào tạo bài bản nghiệp vụ. Và liên quan đến vấn đề này, nếu xem hiệp sĩ là chính danh, thì nên có văn bản quy phạm pháp luật thừa nhận lực lượng này như là lực lượng an ninh nhân dân, có nhiệm vụ bổ trợ cho các lực lượng công an trong việc truy bắt tội phạm, thậm chí là giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó thì cần trang bị công cụ hỗ trợ và huấn luyện mang tính chuyên nghiệp cao cho họ. Còn không, chính quyền thành phố cần phải cương quyết dẹp ngay các nhóm hiệp sĩ đang ngày đêm săn lùng trộm cướp trên đường, mà trong tay thì lại không hề có bất kỳ công cụ hữu hiệu nào để khắc chế bọn tội phạm. Ai cũng biết, việc phòng chống tội phạm của các hiệp sĩ vừa tử nạn là rất đáng hoan nghênh. Hiệp sĩ chấp nhận ngã xuống để đối đầu với tội phạm manh động vì niềm đam mê. Nhưng xem ra, hành động này không những đang quá nguy hiểm cho bản thân họ mà còn liên lụy đến người thân trong gia đình nữa. Ứng dụng đậu xe thông minh là một hạng mục thuộc dự án cải thiện hành lang giao thông đô thị của thành phố Đà Nẵng do quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ với tổng số tiền là 2,9 triệu đô la Mỹ, nhưng chỉ sau thời gian ngắn thí điểm có quá nhiều phiền phức gây ra cho người sử dụng. Đậu xe thông minh nhưng tốn quá nhiều sức, nhan đề bài viết đăng tải trên trang 15 của báo Tuổi Trẻ. Qua 2 tháng triển khai, ứng dụng này nhận được rất nhiều lời kêu ca từ tài xế. Anh Hòa Bình, một tài xế sử dụng ứng dụng này, cho rằng bất tiện nhất vẫn là việc nạp tiền để sử dụng. Nếu không có thẻ thanh toán trực tuyến thì phải tìm gặp nhân viên đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu để mua thẻ cào tương tự hình thức điện thoại. Anh Bình nói khi sử dụng, ứng dụng đòi hỏi phải kết nối mạng, trong khi mạng wifi ở đây lại chập chờn. Nhiều khi mua thẻ nạp xong phải vào quán gần đó để vào mạng, vừa mất thời gian lại tốn tiền cà phê phiền phức. Đã là dịch vụ thông minh thì phải đảm bảo người dùng ngồi trong xe vẫn dùng được. Chưa kể có trường hợp chọn vị trí đậu xe theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị phần mềm báo là sai. Phần mềm thông minh này không những gây khó cho tài xế mà còn gây khó cho chính những người quản lý dịch vụ này. Để giám sát hoạt động bãi xe trong giờ thực hiện thu phí, các thành viên trong đội quản lý được giải đi khắp các bãi đậu để hướng dẫn cũng như bán thẻ nhanh thanh toán dùng ứng dụng. Ông Trần Thế Mạnh, nhân viên đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết, dù đã tuyên truyền nhưng những ngày đầu thực hiện thì vẫn gặp phải rất nhiều rắc rối. Do vậy, lực lượng phải thường trực trên đường để giúp đỡ những người dùng ứng dụng này. Hiện nay, ngoài điểm bán thẻ dùng ứng dụng tại đầu cầu Rồng, tất cả các thành viên đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu làm nhiệm vụ đều tham gia bán thẻ sử dụng ứng dụng cho tài xế. Vâng, thưa quý vị, có những sản phẩm là thành tựu của nền kinh tế hiện đại, thế nhưng sẽ tạo ra những méo mó và hệ quả khó lường khi mà ép buộc những đối tượng chưa sẵn sàng phải sử dụng chúng, và hiện tại rủi ro tín dụng tiêu dùng cũng đã và đang xảy ra. Hiện đại chưa chắc phù hợp với mọi đối tượng, bài viết đáng chú ý đăng tải trên trang 18 và 19 của báo Kinh tế Sài Gòn. Mới đây, báo Tiền Phong đưa thông tin về việc nhiều khách hàng của công ty tài chính FE Credit phản ánh rằng họ được công ty phát hành miễn phí thẻ tín dụng không dùng thì có thể hủy. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không sử dụng và quên lãng thẻ này, khách hàng bỗng dưng nhận được hàng loạt cuộc điện thoại đòi nợ từ công ty. Nhiều người đã bị gán mác là nợ xấu trên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia CIC và không thể đi vay tiền từ tổ chức tài chính khác. Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng cung cấp các khoản vay, trả góp mua hàng hóa hoặc vay tiền với tiêu chí nhanh chóng tiện lợi, không cần thế chấp. Loại hình này du nhập vào Việt Nam bởi các công ty tài chính nước ngoài như Prudential Finance, Home Credit, Societe Generale Việt Nam Finance hay là các công ty khác khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây thì khi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ cho việc mua sắm hàng hóa đa dạng hơn, thì hình thức vay trả góp của các công ty tài chính mới bắt đầu trở nên phổ biến và trở thành gà đẻ trứng vàng cho các ngân hàng mẹ. Tuy nhiên, điều chớ trêu là khi mà khách hàng mục tiêu của sản phẩm này đa số có sự hiểu biết về tài chính còn hạn chế, và với hàng loạt điều kiện điều khoản được viết bằng các thuật ngữ tài chính thì những người này không tài nào hiểu được tất cả các khoản phí tiềm tàng mà họ có thể bị thu trong tương lai nếu đồng ý nhận thẻ tín dụng từ công ty tài chính. Đó là chưa nói đến việc các kỹ năng để tự bảo vệ thông tin của mình khi dùng thẻ của những khách hàng gần như là con số 0. Theo chủ trương của chính phủ, ngân sách nhà nước dành cho y tế được tập trung ưu tiên cho y tế dự phòng và y tế cơ sở. Do vậy, nhiều bệnh viện công phải tăng cường hoạt động vốn ngoài ngân sách, tức là hình thức xã hội hóa để đầu tư cho các hoạt động. Tuy nhiên, tình hình liên kết đầu tư trong thời gian qua cho thấy còn có nhiều khía cạnh chưa minh bạch. Còn nhập nhằng trong xã hội hóa đầu tư y tế là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 27, trang 28 của Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Đánh giá của Bộ Y tế về hoạt động xã hội hóa đầu tư y tế cho thấy hình thức này đang tồn tại những bất cập. Trong báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vào tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế cho biết nhiều bệnh viện triển khai chưa đúng quy trình, chưa công khai minh bạch, chưa báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, giá dịch vụ còn cao, còn có tình trạng sử dụng dịch vụ quá mức, chẳng hạn là có tình trạng nhà đầu tư ký kết hợp tác đầu tư thiết bị y tế với bệnh viện, nhưng kèm theo các điều khoản như độc quyền cung cấp hóa chất, khoán số lượng bệnh nhân sử dụng dịch vụ, hay là những điều khoản khác nhằm có lợi thật nhiều cho nhà đầu tư. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong năm 2016, cơ quan này đã từ chối chi trả hơn 600 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế, chi tiêu không hợp lý, lạm dụng kê đơn chụp chiếu. Tuy nhiên, từ năm 2017 thì do còn những khuất tất chưa được làm rõ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định tạm dừng thanh toán chi phí sử dụng hơn 200 loại thiết bị y tế được đầu tư theo hình thức xã hội hóa nói trên. Trong phần tiếp theo của chương trình, phong trào MeToo tôi cũng thế của showbiz Việt sau vụ tai tiếng từ ca sĩ Phạm Anh Khoa sẽ diễn biến như thế nào, sẽ được chúng tôi phân tích trong tiểu mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều người dân Hàn Quốc đóng gạo vào chai nhựa để chuyển sang Triều Tiên. Một phụ nữ người Anh đã xuất sắc hoàn thành chuyến đi biển trong gần 50 ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương. Thưa quý vị, phong trào Me Too, tôi cũng vậy, được khởi xướng tại Hollywood năm 2017. Đây là phong trào đầu tiên khuyến khích nạn nhân bị quấy rối tình dục cất lên tiếng nói. Sau Hollywood thì Me Too đã được lan rộng ra khắp thế giới. Hàn Quốc cũng đã lan ra rất nhanh và hiện đang là quyền lực ngầm trong ngành giải trí của nước này. Nhưng mà ở Việt Nam thì quấy rối tình dục vẫn còn là một chủ đề khá nhạy cảm mà ít người muốn đề cập tới. Các nạn nhân một phần vì tâm lý xấu hổ, một phần không có chế tài xử phạt hiệu quả nên càng ngại vạch mặt thủ phạm. Và chính vì thế mà hàng ngày quấy rối tình dục vẫn diễn ra trong sự chịu đựng của nhiều người, đặc biệt là nữ giới ở nơi làm việc và ở nơi công cộng. Và có lẽ là vụ việc của ca sĩ Phạm Anh Khoa vừa qua chính thức trở thành vụ Me Too đầu tiên trong giới showbiz Việt. Và nếu ở Mỹ có lẽ Phạm Lịch đã được các tổ chức xã hội ghi nhận như người khởi đầu phong trào này. Vì sao phong trào Me Too đã được phát động lớn mạnh trên thế giới mà chúng ta vẫn ngủ quên trong căn nhà bé nhỏ của mình? Và liệu sau sự việc này thì phong trào Me Too có được phát triển mạnh mẽ và lan tỏa tại Việt Nam hay không? Đó chính là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện của nhà văn Hoàng Anh Tú, mời quý vị cùng xem lại diễn biến câu chuyện được cho là vụ Me Too đầu tiên ở showbiz Việt. Sau 8 ngày kể từ khi Phạm Lịch lên tiếng tố cáo Phạm Anh Khoa gạo tình, quấy rối tình dục, thì có cô gái thứ hai tiếp tục lên tiếng tố nam ca sĩ này cũng có những hành vi như vậy. Vũ công Nga Mi phải nói là rất dũng cảm khi ở thời điểm cô lên tiếng, tên tuổi Phạm Lịch đang bị bủa vây bởi những lời chỉ trích đầy ác ý dày dặn. Sau Nga Mi, tình trạng hướng búa rìu dư luận cho nạn nhân vẫn tiếp diễn. Cả hai cô gái tiếp tục bị nhiều khán giả và cư dân mạng gắn mác PR bản thân. Phạm Anh Khoa vẫn tiếp tục không lên tiếng. Những tiếng nói vốn đã đơn độc lại đứng trước nguy cơ tan vào hư không. Rồi stylist MP xuất hiện với một câu chuyện mạnh hơn tất cả. Trong khi một phần đông dư luận vẫn coi đây là những eo xẻo thị phi showbiz bình thường, những tiếng nói ít ỏi đã tạo nên những thay đổi lớn. Phạm Anh Khoa đã phải lên tiếng và xin lỗi. Cần khẳng định Phạm Anh Khoa không phải là trường hợp duy nhất bị cho là quấy rối tình dục trong showbiz Việt. Vẫn còn những người khác ở ngoài kia, không ít nữ diễn viên, ca sĩ showbiz Việt từng tiết lộ họ bị người này quàng vai, người kia gạ gẫm. Phong trào Me Too ở Việt Nam nói chung và showbiz Việt nói riêng không thể dừng lại tại đây. Nếu vậy, nó vẫn quá yếu ớt và ít ỏi và cũng không hề có sức lan tỏa như chính phong trào này ở các nước lớn. Xin chào nhà văn Hoàng Anh Tú. Vâng, có lẽ là vụ việc của một nam ca sĩ nổi tiếng vừa qua đã thừa nhận lỗi của mình và đứng lên xin lỗi thì đã chính thức trở thành là một vụ Me Too đầu tiên của Việt Nam, có hiệu lực bởi tới 3 cô gái đã đứng lên lẻ loi tố cáo. Vâng, anh nghĩ rằng là cái thời điểm này thì cái phong trào Me Too ở Việt Nam thì sẽ được khởi xướng nhiều hơn không ạ? Tôi cũng thấy là cũng hơi khó để mà chúng ta có thể nghĩ rằng là sau một cái vụ việc như thế mà mọi thứ có thể thay đổi được. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi nhìn thấy ở trong cái vụ lùm xùm này nó còn có những cái thứ ngoài cái sự bảo vệ cho phụ nữ. Bởi vì là
tôi nhìn thấy rằng là khá nhiều những cái người đang tham gia vào cái cuộc chiến đó với một cái mục đích là công kích và tìm cách để mà có thể nổi tiếng theo, ăn theo cái vụ này. Đặc biệt rằng là tôi rất buồn khi mà tôi nhìn thấy rằng là có nhiều người trong showbiz đã sử dụng cái câu chuyện này để mà lên tiếng, để mà đánh bóng bản thân nhiều hơn là họ quan tâm đến phong trào MeToo. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là những cái tiếng nói đơn độc thì ít khi thành hiệu lực. Đầu tiên thì là Phạm Lịch, và sau đó một tuần thì là một cô nữa, và tiếp đến thì là một câu chuyện của một người phụ nữ thứ ba, thì lúc đó mới có một cái sự xoay chuyển nhỏ. Cái câu chuyện vừa rồi quả thực rằng là nó cũng như tôi nói đấy, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những nạn nhân có thể rằng lên tiếng. Và nó cũng có thể rằng là khiến cho dư luận sẽ phải suy nghĩ lại, sẽ phải dừng lại một chút khi mà gõ bàn phím, khi mà bình luận hoặc là lên án một ai đó. Và tôi mong rằng là những cái điều này, những cái thay đổi này, những cái biến chuyển đầu tiên này, nó sẽ không chỉ là sự nhất thời. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy cái đặc tính của mạng xã hội của chúng ta, tức là khi xảy ra bất kể vấn đề gì là ầm lên, nhưng mà rồi sau đó lại im đi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái vụ Minh Béo chẳng hạn, ầm lên, nhưng mà rồi sau đó, bây giờ Minh Béo vẫn có thể rằng là đi diễn chỗ này chỗ kia. Và tôi mong rằng là trong cái câu chuyện này, chúng ta không chỉ dừng lại ở cái chuyện là Phạm Anh Khoa đã bị tố gạ tình như thế nào, mà chúng ta hãy nghĩ đến cái việc là làm thế nào để cái phong trào này nó được liên tục, nó được tiếp lửa liên tục, và nó được coi như là bảo vệ. Vâng, nhiều người thì cho rằng là giá mà Phạm Anh Khoa có thể xin lỗi sớm hơn thì mọi thứ đã không trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng mà cá nhân tôi thì lại thấy rằng là chúng ta đang coi thường sức mạnh của một phong trào chống lạm dụng tình dục trên thế giới, và điển hình là phong trào MeToo. Vậy vì sao phong trào này ở các nước thì đang là sức mạnh ghê gớm, nhưng ở Việt Nam ta thì có vẻ như là không được hưởng ứng mạnh cho lắm ạ? Cái thứ mà chúng ta cần phải công kích đó là công kích cái lối suy nghĩ, cái cách hiểu mà Phạm Anh Khoa đang hiểu, cũng như rất rất nhiều người như Phạm Anh Khoa đang hiểu, đó là gì? Làm hoa cho người ta hái và làm gái cho người ta trêu. Nào là cái việc mà đùa nhau vài câu như thế thì không có gì đáng để mà phải lăn tăn cả. Hay là kể cả những cái hành động đụng chạm, khoác vai hoặc là đùa cợt nhau, có tác động đến thân thể của nhau, thì tôi nghĩ rằng là đấy đều là những cái tư duy mà nó đang tồn tại. Rồi là bản thân những người phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ cảm thấy cái chuyện mà quàng vai hoặc là cầm tay hoặc là thậm chí là vỗ mông như một cái thứ coi như là nó chỉ là cái đùa quá trớn, không thích thì nói rằng là mà đừng có làm như thế, chứ không cho rằng là đấy là một cái hành động quấy rối tình dục. Nên là tôi nghĩ rằng là nó đòi hỏi cả hai bên. Và chúng ta là ở đây tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta nói rằng là bảo vệ người phụ nữ nó không đúng, thật sự là không đúng, mà chúng ta nói là bảo vệ cái cuộc sống, cái văn minh và cái quy luật của trong cái những cái nguyên tắc, chứ không phải là chúng ta chỉ nói chuyện bảo vệ phụ nữ. Theo anh thì phong trào MeToo ở xã hội Việt Nam nói chung và showbiz Việt nói riêng thì có đủ lớn mạnh và sức lan tỏa như chính cái phong trào này ở các nước khác không ạ? Cái hạn chế của chúng ta đó là cái bình đẳng giới vẫn đang rất là thiếu hụt. Khi mà chúng ta xây dựng được một cái bình đẳng giới thì nó là cái nền tảng, để mà chúng ta có thể là nói được ra, và chúng ta không bị cái gọi là cái kỳ thị hoặc là hạ thấp phụ nữ như hiện nay. Cái thứ hai nữa mà tôi thấy là nó khó khăn ở đây đó là cái việc là cái mạng xã hội nó phát triển nhưng bản thân mạng xã hội cũng hơi thiếu văn minh. Khi mà chúng ta cứ nhìn nhận tất cả mọi thứ, kể cả là trong cái sự phản kháng của chúng ta, hay là cái sự tố cáo của chúng ta, hay là cái sự coi như là đồng tình của chúng ta, đôi khi rằng là nó mang nhiều cái màu sắc, nó hơi cực đoan, và nó chưa có chính kiến, nó vẫn là tắt nước theo mưa, nó vẫn là vào hùa. Thì tôi nghĩ rằng là đấy đều là những cái khó khăn khiến cho cái phong trào MeToo nó khó để mà nó có thể phát triển được. Và cần nhất đó là thời gian.
tôi nghĩ là vẫn là cần nhất thời gian. Anh có nghĩ rằng là chúng ta nên có một cái chế độ bảo vệ nào đó hay là một tổ chức nào đó đứng lên, bởi khi mà những người phụ nữ tố cáo những người gạ gẫm tình dục thì thường hay bị chỉ trích như cái thời gian vừa qua đấy ạ. Để có một tổ chức thì tôi nghĩ rằng là nó cũng khá khó, bởi vì như chúng ta nhìn thấy rằng là cái vụ mà là ông già dâm ô kia, 18 cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng rõ ràng là đến cái lúc mà bắt đầu cái sự việc đấy thì chúng ta không nhìn thấy, hoặc là họ phản ứng một cách rất là kiểu là yếu ớt. À, bởi vì bản thân họ không có được thừa nhận cái quyền lực nào trong này cả. À, nếu như có một tổ chức nào đó thì họ phải có một cái quyền lực nào đó, và cái quyền lực tôi không nghĩ rằng cái quyền lực nó cần phải là được pháp luật công nhận hay thế nào. Cái quyền lực đó đôi khi nó là cái quyền lực mềm, nó quyền lực của sự ảnh hưởng. À, tôi vẫn quay trở lại với cái kẻ dâm ô Nguyễn Khắc Thủy. À, chúng ta nhìn thấy tất cả những cái hot Facebooker, những cái nghệ sĩ, những cái gọi là người có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh ở trên mạng, họ đều lên tiếng, đồng loạt lên tiếng, và họ liên tục họ đi theo cái vụ việc đó, thì cái vụ việc đó nó mới được coi như là kháng nghị. Chứ còn nếu không thì rõ ràng là một cái án 18 tháng tù treo sẽ lại tiếp tục. Cho nên là cái quyền lực mềm rất là quan trọng. Và như tôi đề xuất ấy, nếu như mà Phạm Lịch có thể đứng ra, và sẽ có nhiều ngôi sao, những cái người mà đang sở hữu cái công chúng, một cái lượng công chúng lớn như thế, họ cùng ủng hộ và họ đứng cùng về phía Phạm Lịch, tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên rằng là chúng ta đến bao giờ chúng ta mới mong được một cái gọi là một cái quyền lực như thế, hay là cái sự chịu khó chịu ngồi với nhau như thế của những người nổi tiếng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú. Và ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5. Ngày hôm nay, tại Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với công nhân và người lao động tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng với chủ đề năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn. Cuộc đối thoại với Thủ tướng cũng là dịp để người lao động ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng bày tỏ mối quan tâm về đời sống, việc làm và tiền lương, các thách thức về công ăn việc làm trước xu hướng của cách mạng 4.0. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ ra mắt trang thông tin điện tử dành cho khách du lịch. Qua đó, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại của quận Hoàn Kiếm hiển thị dưới dạng bản đồ Google Maps, trải nghiệm và khám phá các địa điểm bằng công nghệ hình ảnh 360 độ. Ngoài ra, khách du lịch cũng có thể dễ dàng đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, các dịch vụ đặt chỗ và thương mại điện tử. Hôm nay là ngày cuối cùng, quý vị có cơ hội đến với Ngày Hội Sách Châu Âu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện sống động, đa sắc màu, nghệ thuật với vô số những hoạt động cho người yêu sách. Độc giả có thể đọc miễn phí những tác phẩm văn học châu Âu, những quyển sách sắp xuất hiện trong chuỗi sự kiện. Trên mô hình xe buýt sách, một thư viện mini độc đáo của đường sách. Tối nay, Hà Nội sẽ diễn ra meeting kỷ niệm 75 năm ngày phòng chống thiên tai Việt Nam. Nước ta là một trong những quốc gia bị nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu. Và thảm họa thiên tai là rất nghiêm trọng và không thể lường hết được. Nhiệt độ tăng, hạn hán cục bộ ở các tỉnh duyên hải miền Trung Tây Nguyên, bão lũ gây ngập úng nhiều làng mạc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một nhà phao trên biển khổng lồ ở thành phố Alangapo của Philippines. Tại đây du khách không chỉ được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị mà còn có thể thu về chiến lợi phẩm là những bức ảnh vô cùng ấn tượng nhờ thiết kế độc đáo của sân chơi nổi này. Theo truyền thống địa phương, nhà phao chủ đề ngựa một sừng này là một thế giới bảy sắc cầu vồng, tô thêm nét đẹp cho thiên đường biển đảo Philippines. Công trình rộng hơn 12.000 m², gồm hệ thống đường trượt nước, các bệ phóng, cổng cầu vồng cùng những mô hình ngựa một sừng bơm hơi nhiều màu sắc.
Chỉ với 835 peso, tức khoảng 360.000 Việt Nam một vé, du khách có thể thỏa sức chơi đùa cả ngày. Và khi thấm mệt, họ có thể đến nghỉ lưng trên những chiếc gối lười được xếp dọc bãi biển và nhâm nhi ly cocktail thơm ngon. Một cửa hàng mở cửa 24/7, nơi khách hàng có thể đặt các mô hình theo ý thích và nhìn chúng được sản xuất ngay lập tức. Đó là bởi các nhân viên cửa hàng 100% là robot. Cửa hàng đặc biệt ở tại thủ đô Berlin, nước Đức đang thu hút được sự chú ý với cách thức bán hàng độc đáo này. Tại cửa hàng này, người bán hàng mang tên Giselle đang xây dựng một mô hình mini bằng giấy theo đúng đơn đặt hàng của khách. Người mua có thể đứng xem cô làm việc và nhận ngay sản phẩm chỉ sau vài phút. Để tỏ ra thân thiện, Giselle thậm chí có thể chào và cười với khách hàng. Ghé chân vào cửa hàng đặc biệt này, người dân Berlin có thể cảm thấy như mình đang sống trong thế giới tương lai, nơi các robot shop mang đến trải nghiệm mua sắm công nghệ cao đặc biệt. Khách hàng có thể đặt hàng online rồi tới nhận đồ, hoặc tới đây và xem sản phẩm của họ được chế tạo. Như vậy, mọi thứ đều minh bạch. Mục đích của ý tưởng này là nhằm cách mạng hóa cách thức bán hàng và mua sắm. Các cửa hàng mở cửa 24/7. Khách hàng có thể nhận sản phẩm của mình bất cứ lúc nào. Bên cạnh các mô hình bằng giấy, sản phẩm tiếp theo của chúng tôi sẽ là trang sức và các loại quần áo thông minh. Robot có thể thiết kế sản phẩm ngay trước mắt bạn hoặc chế tạo sản phẩm theo đúng thiết kế bạn yêu cầu. Các robot shop như thế này hiện đang khuấy động thị trường tại Berlin, Đức và được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành trào lưu tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Lâu nay thì Triều Tiên vẫn cấm người Hàn Quốc tiếp tế cho những người dân nghèo của nước này. Chính vì thế không ít người Hàn Quốc đã phải tìm cách khác để giúp đỡ những người hàng xóm của họ. Hàng ngày họ phải đóng gạo và các nhu yếu phẩm khác vào chai nhựa rồi thả xuống biển với hy vọng người nghèo Triều Tiên sẽ nhặt được không lâu sau đó. Những người đàn ông này tới hòn đảo gần khu phi quân sự Hàn Triều để tặng quà cho những người dân Triều Tiên hàng xóm. Đó là những chai nhựa chứa gạo, thuốc, tiền và thông tin. Cho tới khi thủy triều chuyển hướng và sau khi cầu chứa phù hộ cho người Triều Tiên nghèo khổ, họ ném chai xuống biển. Có rất nhiều nỗ lực chuyển lậu hàng vào Triều Tiên. Nhà truyền giáo người Mỹ Tim Peters đã đóng gói hạt giống rau quả vào túi nhựa, chuyển lậu vào quốc gia mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là đang có hàng trăm nghìn trẻ em bị suy dinh dưỡng. Kinh tế Triều Tiên đang bị cấm vận nặng nề, nhưng tiếp tế lương thực cho người dân là việc vô hại. Các nhóm hoạt động này tự gây quỹ từ việc kêu gọi cá nhân. Mỗi một chai nhựa đựng gạo này còn có thêm $1 đủ mua một cân gạo cho người Triều Tiên. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhắn đầy chữ Chúa yêu thương con, một USB và một gói thuốc diệt trừ ký sinh trùng. Trang USB chứa đầy video có nội dung bị cấm ở Triều Tiên. Nhóm này đã tiếp tế cho người Triều Tiên nhiều năm nay. Chúng tôi gửi đi tình yêu thương. Đó là thông điệp của tình yêu, thông điệp đựng trong chai. Trong bối cảnh các trận thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên, thì làm thế nào để tăng cường hiệu quả của công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại là một thách thức đang được đặt ra đối với các nước trên thế giới. Và đây cũng là chủ đề của một cuộc thi sáng tạo vừa được tổ chức ở Mỹ. Trong đó thì các sinh viên phải thiết kế những chiếc hộp bền chắc để chứa hàng cứu trợ. Loại hộp đặc biệt này được kỳ vọng có thể giúp cứu sống nhiều nạn nhân trong các trận thiên tai. Khi có những thảm họa tự nhiên, công tác cứu hộ thường gặp nhiều trở ngại do khó khăn trong việc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Các nhóm cứu hộ có thể thả hàng viện trợ từ trên không. Tuy nhiên, những thiết bị y tế được đưa vào các kiện hàng đó lại có nguy cơ dễ bị hỏng khi tiếp đất. Chiếc hộp có tên gọi Dazzle được thiết kế với mục đích bảo vệ hàng cứu trợ y tế như vậy. Đây là sản phẩm vừa giành giải nhất cuộc thi thiết kế sáng tạo 3M cho sinh viên Mỹ. Trong đó, các đội phải đảm bảo chiếc hộp đựng hàng cứu trợ của họ không bị vỡ khi tiếp đất, có thể tái sử dụng và không thấm nước. Chúng tôi phải thiết kế chiếc hộp có thể chịu được va chạm khi tiếp đất, trong trường hợp dù bị hỏng khiến hộp rơi từ độ cao 45m. Nhiều mẫu thiết kế đã được thử nghiệm. Cuối cùng, chiếc hộp Dazzle của nhóm sinh viên trường Đại học bang Bắc Dakota là hiệu quả hơn cả. Đây là một khối đa diện với 14 mặt, có 8 mặt hình lục giác và 6 mặt hình vuông. Mỗi mặt làm bằng nhựa polycarbonate, được đệm thêm tấm xốp để chịu va đập.
Những trường hợp này vẫn có thể xếp chồng lên nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển đến khu vực cứu hộ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đám cưới Hoàng Sa Anh đã diễn ra, nhưng đến nay, có lẽ cơn sốt đám cưới lịch sử này vẫn còn trên mọi ngõ ngách tại thị trấn Windsor. Tại đây thì ngày hôm qua, nhiều người đã ngủ ngoài đường, đếm ngược đến giờ hôn lễ cử hành, bởi họ cho rằng đám cưới Hoàng Gia Anh đã trở thành sự kiện toàn cầu và ai cũng muốn là một phần của ngày trọng đại này. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại không khí sôi động cùng hình ảnh những người hâm mộ cuồng nhiệt của đám cưới Hoàng Gia này. Mặc dù đám cưới diễn ra vào ngày 19 tháng 5, nhưng nhiều fan của Hoàng Gia Anh đã ngủ ngoài đường từ hôm trước để giữ chỗ chiêm ngưỡng hai nhân vật chính, Hoàng tử Harry và hôn thê Meghan Markle. Người dân dùng cờ, túi ngủ, chăn để bọc mình trong giấc ngủ qua đêm trên phố, bất chấp nhiệt độ ban đêm tại thị trấn Windsor xuống tới 8 độ C. Đối với một số người, việc chờ đợi cũng là một thú vui. Nhiều người còn đón cặp hoàng gia với cờ, các đồ lưu niệm và biểu ngữ. Tôi thật sự yêu mến cả hai người, hoàng tử Harry và hôn thê Meghan. Tôi đến từ Fulham. Hàng ngày tôi đều nhìn thấy cung điện Kensington trong ánh nắng mặt trời. Tất cả đã không ngủ, một bầu không khí tuyệt vời đang diễn ra tại đây. Tôi rất vui vì được hòa chung không khí của nhiều fan hâm mộ hoàng gia trên thế giới. Họ đến đây để cùng nhau tham dự sự kiện lịch sử này. Trong số đó, nổi bật là góc trang trí với hai màu cờ Mỹ và Anh của bà Donna, người phụ nữ ngoài lục tuần đã trải qua hành trình vượt Đại Tây Dương để trực tiếp chiêm ngưỡng sự kiện mà bà rất yêu thích. Có cô gái nào mà lại chưa từng mơ mộng sẽ được cưới hoàng tử và sống trong một cung điện cơ chứ? Đây thực sự là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Tôi thật sự rất vui mừng khi thấy cặp đôi hoàng gia hạnh phúc như vậy. Bà Donna, được truyền thông nước Anh ca ngợi, là người hâm mộ trung thành nhất của hoàng gia. Bà đã tới Anh và giữ chỗ trong nhiều ngày để chứng kiến đám cưới của hoàng tử Andrew năm 1986, đám cưới của hoàng tử William năm 2011 và lễ mừng thọ 90 tuổi của nữ hoàng Elizabeth. Với người bình thường, những chuyến hải trình vượt đại dương mênh mông luôn đáng sợ bởi nó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Thế nhưng một phụ nữ người Anh đã xuất sắc hoàn thành chuyến đi biển trong gần 50 ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương. Chị Kiko Matthews, 36 tuổi, vừa được công nhận phá kỷ lục Guinness thế giới, người phụ nữ một mình chèo thuyền vượt Đại Tây Dương nhanh nhất ở cả hai hạng mục mở rộng và chuyên nghiệp. Chị đã hoàn thành chuyến hành trình từ hòn đảo Gran Canaria thuộc Tây Ban Nha đến cảng Cholis của Barbaro với quãng đường dài 4.819 km và tổng thời gian là 49 ngày 7 giờ 15 phút. Các kỷ lục trước đó lần lượt là 59 ngày 19 giờ 14 phút và 56 ngày 10 giờ 9 phút. Càng ngưỡng mộ hơn khi chị Kiko không phải là một vận động viên chuyên nghiệp và chị lại vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng với quyết tâm phá kỷ lục, chị đang nỗ lực tập luyện và học hỏi kinh nghiệm từ những kỷ lục gia đi trước để xác định thời gian địa điểm thuận lợi nhất trước khi khởi hành. Nhờ sức ảnh hưởng của chuyến đi này, chị đã kêu gọi cộng đồng quyên góp hàng chục nghìn bảng Anh để cải tiến trang thiết bị ở Bệnh viện London nhằm tri ân các bác sĩ đã tận tình chữa trị cho chị. Khi nhắc đến Kim Tự Tháp thì nhiều người trong chúng ta ắt hẳn sẽ nghĩ ngay đến đất nước Ai Cập cổ kính. Thế nhưng ít ai biết rằng tại quốc gia láng giềng Sudan cũng có hàng trăm kim tự tháp với những nét kiến trúc độc đáo được xây dựng cách đây hàng nghìn năm. Bất ổn an ninh do chiến tranh và xung đột kéo dài suốt nhiều năm qua tại Sudan đã làm chùn bước du khách và các nhà khảo cổ học muốn đến đất nước này. Phóng viên BBC Benzen và hai hướng dẫn viên địa phương đang chuẩn bị đến thành cổ Meroe, cách thủ đô Khartoum của Sudan khoảng 200 km về phía đông bắc. Meroe tọa lạc tại thung lũng sông Nin, khá thanh bình và không chịu nhiều ảnh hưởng của xung đột. Không giống các quốc gia láng giềng như Kenya, Ai Cập hay Ethiopia, đất nước Sudan có rất ít khách du lịch nước ngoài lui tới. Khu vực phía tây nam Sudan đang xảy ra xung đột, nhưng thung lũng sông Nin thì không. Quần thể kim tự tháp Meroe được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản thế giới hồi năm 2003. Thế nhưng cho đến nay, Meroe vẫn là cái tên khá lạ lẫm đối với thế giới. Nơi này có 200 kim tự tháp được xây dựng vào khoảng năm 720 đến năm 300 trước công nguyên. Chúng được chạm khắc bằng những hoa văn trang trí mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người Ai Cập, người Hy Lạp và người La Mã cổ đại.
Cũng giống như các kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp ở Meroe được xây dựng với mục đích là làm lăng mộ cho các thành viên hoàng gia. Tại đây có lăng mộ của các vị vua và hoàng hậu trị vì vương quốc Kush. Các kim tự tháp có chiều cao từ 6 đến 30 mét, cửa vào thường hướng về phía đông để đón mặt trời mọc. Tuy nhiên, khác với kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp Meroe nhỏ hơn, có bề mặt dốc hơn và phần nền hẹp hơn. Hầu hết phần đỉnh trong sở chúng đã bị hư hỏng nặng do những kẻ đào mộ và bọn săn trộm kho báu phá hủy vào những năm 1800. Chỉ còn một số rất ít là trong tình trạng nguyên vẹn. Mặc dù không nổi tiếng như các kim tự tháp Ai Cập, song những di tích nơi đây lại là một nguồn nghiên cứu có giá trị đối với ngành khảo cổ học. Chữ viết và ký hiệu tượng hình trên bề mặt kim tự tháp có thể giúp các nhà khảo cổ nghiên cứu cuộc sống của vương quốc Kush, chẳng hạn như hoàng hậu là người phụ trách những buổi lễ thờ cúng các vị thần. Những gì còn sót lại tại quần thể kim tự tháp Meroe ở Sudan đã phần nào cho thấy một nền văn hóa vừa độc đáo, vừa có sự giao thoa của nghệ thuật, kiến trúc và tôn giáo của nhiều nền văn minh cổ đại. Thế nhưng xung đột hiện chưa có hồi kết đã làm cho nền kinh tế Sudan vốn đã khốn khó càng trở nên kiệt quệ hơn. Các di tích cổ cũng vì thế mà không được chú trọng nghiên cứu và bảo tồn. Thực trạng này khiến kim tự tháp Meroe vẫn chỉ là một viên ngọc bị bỏ quên nơi sa mạc khô cằn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp.